Thầy nói như thế này nè, thầy là con người cũng như mọi người, thì mà thầy làm được, Phật làm được bốn sự đau khổ này làm chủ, thì mấy con cũng nghĩ rằng mình cũng con người chứ đâu phải là một cái thứ gì mà làm được, chắc chắn là mình cũng phải làm được như thầy như Phật, không có thua đâu. Trước kia thầy tu hành thầy cũng nghĩ rằng chỉ có ông Phật mà tu được thôi chứ chắc không ai làm được, vì mình tu hoài mà không thấy giải thoát gì. Nhưng mà sau khi thầy tu thầy làm chủ được rồi, Phật làm được mình làm được chứ, mình có thua ông Phật chỗ nào đâu. Ổng nói sao mình cũng biết hết chứ, có cái nào ổng biết, ổng biết mà mình không biết. Bây giờ ổng có tâm minh mình cũng tâm minh, thì mình có thua ổng chỗ nào đâu. Cho nên rõ ràng là ổng làm cái gì được thì mình cũng làm được. Vậy thì mình là con người cũng cha mẹ sinh ra cũng tự nó bất tịnh chứ, thì ổng cũng vậy, ổng có khác gì mình đâu. Cho nên ổng làm được mình làm được, chứ đừng nghĩ ổng là Phật mình là chúng sanh làm được. Như vậy tự mình coi mình rẻ đúng mình, chứ thật không rẻ. Cho nên mấy con đừng có khi dễ mấy con, các con phải có một cái ý chí, có cái sự quyết định, đừng có nghĩ tự ti mặc cảm mà chắc có lẽ tôi phải tu nhiều đời mới bằng ông Phật, chứ một đời nay chắc tôi làm, tôi sinh ra làm người chắc chắn là đời nay tôi phải làm như Phật thôi, không có bao giờ. Ông Phật cũng vậy chứ ông hơn gì, tôi còn chưa có vợ còn ông còn có vợ. Không, thầy nói thật mà mấy con, thiệt mà. Mình còn có phước hơn ông. Cái khó của ông Phật á là có vợ có con, bỏ đi là một cái điều khó, ông gan dạ ông bỏ được. Tôi có phước hơn ông, tôi khỏi có bao giờ vô con, tôi sướng hơn. Cho nên chắc chắn là tôi sẽ dễ dàng tu hơn ông. Cho nên vì vậy mà bây giờ pháp ông để là tôi thấy rõ rồi, đâu có gì đâu khó đâu. Chỉ có cách mà tôi xả hết tâm tôi, tâm tôi không phóng dật thì tôi như ông chứ không khác gì đâu. Ông nói tâm không phóng dật, chính ông nói ông thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Chắc chắn cái điều đó tôi làm được mà, tôi đâu có gì đâu. Mà giờ thân tôi có nghiệp này, có bệnh, có đau, cái này kia, thì tôi đẩy lui tất cả cái này thì rõ ràng là tôi làm chủ chứ. Các con hiểu chưa? Cho nên cái quả quyết của mình, cái ý chí cương quyết của mình sẽ làm được. Bởi vì cái ý chí đó nó sẽ dời biển lấp sông. Chỉ con người có quyết chí, con biết người ta làm được những cái chuyện lớn là nhờ cái ý chí người ta kiên cường. Còn mình thiếu cái ý chí kiên cường là mình không có làm được. Các con thấy chưa? À, cho nên trong cái vấn đề tu tập là vấn đề mà tác ý, rèn luyện cái ý chí của mình, không thua một người nào hết. Nghĩa là thấy người ta hơn, chưa chắc đã là hơn tôi. Tôi là con người, tôi cũng có đầu óc, tôi cũng hiểu biết như mấy người. Nhưng bây giờ tôi chưa làm được, nhưng tôi sẽ làm được. Cái sự quyết định của mình. À, cũng như các con thấy hồi mà thầy học pháp văn. Trời đất ơi, người ta đọc sao hay quá, mình đọc nó lập đọc kỳ cục. Cho nên vì vậy mà mỗi lần mà đọc, hồi đó đọc bài lý chuyên, tức là bài tập đọc đó, mà đọc bằng tiếng Pháp đó. Trời đất ơi, người ta đọc hay quá, còn mình đọc sao dở quá. Bởi vì mình người Việt mà đọc tiếng Pháp phải dở chứ sao. Nhưng mà thầy không chịu thua đâu con. Cho nên khi mà thầy đọc như vậy, thầy một cái tập cái cuốn sách mà Pháp đó, thầy đọc từ cái bài đầu đến có tới cái bài cuối, thầy đọc ngày này qua ngày khác, thầy tập đọc, thầy đọc thầy luyện giọng, thầy đọc ghê lắm. Mẹ thầy nói mày điên sao mày học, mày không ngủ gì hết vậy. Thầy nói thua thì không có được, thua bạn bè không có được, con phải học, học sao mà con đọc cho hay mới được. Thì do đó mà thầy cố gắng, thầy nỗ lực. Cuối cùng thầy đọc ra đến cái giờ mà đọc cái bài tập đọc Pháp, thầy đọc nhanh nhất, thầy đọc rất hay, ông thầy mới cho thầy 8 điểm. Con em thầy không có chịu thua đâu. Nó trong cuộc đời của thầy cái gì cũng vậy. Cho nên thầy muốn sắp tấn mấy con, đừng có nghĩ rằng Phật làm được mà mình không làm được, đừng có nghĩ như vậy. Mấy con sẽ làm được tất cả những cái điều mà mấy ý mấy con muốn. Cho nên cái cương quyết mạnh mẽ, nghĩa là mấy con gạt hết tất cả những cái tâm ham muốn của mấy con đi, rồi mấy con sẽ làm được như Phật. Cho nên cái mà nói như Phật thì mấy con thấy thầy lấy ông Phật để làm cái chuẩn để cho mấy con thấy, chứ đối với thầy có ra gì đâu. Cho nên mấy con thấy làm như thầy thì nó không hay đâu, mà làm như Phật à mới hay. Cho nên chúng ta sẽ lấy Phật mà làm cái chuẩn, lấy ông Phật mà làm cái chuẩn chúng ta tu. Giờ chúng ta là con người như Phật, chúng ta sẽ làm như Phật. Các con nhớ lời thầy nói, và đồng thời mấy con tác ý tác tấn mình như vậy. Cho nên ở trong cái lớp học chúng ta thì có người dạy người khác chứ. Người thì người ta đã học lâu rồi, người ta phải thông suốt chứ sao. Còn mình chưa thông suốt thì mình sẽ học chứ có gì đâu. Cho nên hôm nào mà có cái dịp, thầy sẽ đem những cái bài mà cần thiết để cho mấy con hiểu, đọc đây để cho mấy con hiểu biết. Cũng như hồi nãy đọc mấy cái bài như vậy, mấy con thấy cái văn phong của Thanh Quang và cái văn phong của Chí Thiện, con thấy mỗi người con cái khác cái gì. Nhưng mà chúng ta đọc hết những cái bài chúng ta trong này, mỗi người chúng ta thấy cái văn phong của họ và cách thức mà thầy hướng dẫn
cái mục đích để hướng dẫn cho mấy con, để mấy con nhắm vào mấy con viết, thì thầy chắc chắn là mấy con, cái văn phong của mấy con mỗi người đều có một cái lối diễn tả rất hay chứ không bao giờ. Rồi từ đó mấy con sẽ đào luyện, mấy con xong rồi mấy con sẽ đọc lại những cái bài của mấy con, rồi mấy con đọc lại những cái bài của người khác, mấy con càng học thêm những cái ý của người ta. Đó, bây giờ mấy con nghe cái bài của Thanh Hoa, nghe cái bài của Chí Thiện, để đồng thời mấy con sẽ học được những cái gì mấy con thấy. Mỗi người có một cái lối khác của người ta, nhưng mà người ta nói trên cái đạo đức rất hay chứ đâu phải dở. Mỗi người có cái hay nữa. Cho nên chúng ta là những người đang học mà chúng ta không chịu nghe, không chịu học thì không được. Như bây giờ bên nữ có nhiều người cái lối văn của họ, có người nói nhẹ nhàng êm ái lắm, nhưng mà có người thì nói lý luận rất là hay, chứ không phải có người thì như thế này người đó. Mọi người đều có cái phong cách viết của họ, họ nói lên cái đạo đức rất là tuyệt vời. Chúng ta có lúc chúng ta cũng sẽ nghe để mà chúng ta học hỏi hết tất cả những cái này, để chúng ta tích tập là những cái hay cái biết, để mà chúng ta trở thành một cái sự tư duy suy nghĩ chúng ta cho chín chắn, để mà chúng ta làm chủ được cái sự sống chết đau khổ từng tâm niệm của chúng ta. Nếu mà không có cái tri kiến làm sao mà chúng ta làm chủ được mấy con. Cho nên cái lớp học chúng ta là lớp học thiết thực cụ thể, cho nên chúng ta không sợ thua ai hết, không có sợ thua người nào hết. Cũng như con biết rằng xưa Đức Phật đưa ra cái nền đạo đức nhân bản nhân quả 8 cái lớp học, 3 cái cách, nhưng mà Đức Phật chưa triển khai. Các con thấy chưa triển khai phải không? Nếu mà triển khai thì đã có rồi, nhưng mà Đức Phật đưa ra nhưng mà chưa triển khai. Bây giờ thời đại đó triển khai là sao? Chưa. Vậy mà bị người ta dập, người ta mang bán hết. Tổ thầy thì triển khai ra hết, có phải không? Cho nên cái lớp học của chúng ta là thầy triển khai định vô lậu đó, mà triển khai lớp chính kiến để cho cái nháy thấy biết của chúng ta đúng như sự thật bằng cái tri kiến chúng ta mà. Các con thấy từng cái học của chúng ta nó sẽ đi đến cái từ cái chưa triển khai, chúng ta triển khai để giúp chúng ta hoàn toàn chúng ta làm chủ được sự sống chết của chúng ta mà. Cái mục đích chúng ta là để chấm dứt luân hồi mà, làm chủ được sinh tử, làm chủ được nhân quả mà. Cho nên cái học của chúng ta là cái học tất cả những cái gom lại. Đức Phật nói trong tứ niệm xứ mà tích tập nghĩa là mỗi lần tích tập một chút, tức là gom lại cho chúng ta trở thành một cái tri kiến hiểu biết. Tích tập mỗi lần tích tập một chút để tâm thanh thản an lạc vô sự, mỗi lần một chút. Bây giờ thầy tập được 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút là tích tập lại. Nhưng mà trong 1 năm tích tập như mấy con biết bao nhiêu không? Trong cái lớp học chúng ta mới có 2 tháng mấy thôi, nhưng mà chúng ta tích tập được cái sự hiểu biết chúng ta bao nhiêu không? Mấy con thấy chưa? Nếu mà được cái huấn luyện như thế này 1 năm, 2 năm, 3 năm thì cái đầu óc của mấy con như thế nào? Chứ đâu phải ai dưới đất nẻ mà chung lên mà ai cũng là thánh hết sao? Thánh giỏi đâu có phải là ở đất mà chung lên. Từ con người của mình tích tập, quân tập nó mà nó thành. Các con cứ hỏi Thanh Quang đi, hỏi mấy những người đó. Biết ra người ta cũng phải tích tập chứ, người ta cũng phải học tập, người ta phải rèn luyện chứ, người ta học cách thức quan sát, nhìn ngó chứ, có hiểu không? Cho nên người ta có học tập, chứ không phải là thiếu học tập mà người ta được. Các con thấy một đứa bé sinh ra, nó biết gì đâu, phải không? Nó đâu có biết gì, chữ A nó còn chưa đọc được, nó ở đó nó biết cái gì. Nhưng mà rốt cuộc rồi nó tích tập rồi, bây giờ nó vẫn đọc chữ, nó vẫn làm toán, làm này kia được, nó vẫn làm được mỗi sáng. Nhưng chính mình bây giờ mình cũng xét qua hồi đó, cỡ bây giờ cha mẹ không cho mình đi học, bây giờ mình biết viết chữ A không? Mình đọc gì được không? Đó là mình tích tập đó chứ. Nhưng mà khi mà đời trước mình đã tích tập, đời nay mình thông minh. Đời nay mình sang nơi cái người ta nói sơ qua cái mình nhớ, mình biết liền mà. Thằng này thông minh. Chứ thật ra mình đã tích tập đời trước rồi. Nó nói như vậy chứ không có cái gì mà ai hay hết. Thầy nói không có người nào hay hết. Đời nay tôi tích tập thì đời sau tôi học dễ, mà đời nay tôi chưa tích tập thì đời sau tôi học nhiều. Thay vì người ta đọc 1 lần ta thuộc, còn mình đọc 2 lần, còn dở nữa mình đọc 3 lần, 5 lần, 10 lần. Như vậy là mình cứ cái bền chí cố gắng của mình, từ cái chỗ không thông minh mình trở thành thông minh, không có gì đâu mà khó. Cố gắng, đó là những lời mà khích lệ sức tấn của thầy rất lớn đối với mấy con. Nghĩa là coi ông Phật như bằng mình chứ không Phật hơn đâu. Cũng như bây giờ mình không có ông Phật làm sao mình biết vốn cái chân lý khổ tập diệt đạo, mình làm sao biết tứ niệm xứ, mình làm sao mình biết pháp như lý tăng ý. Bây giờ để ông Phật ngồi lên là nhớ cái công ơn đó chứ còn cái gì nữa, chứ đâu phải lợi ổng để phù hộ mình sao? Không, không hiểu, đó là mình nhớ cái công ơn đó. Cho nên bây giờ để cái hình ảnh ốm nhôm nhách của ông để làm gì mới không biết, bộ cái hình ảnh đó đẹp lắm sao, cái bộ xương nó mà đẹp cái thứ gì. Nhưng mà nhớ công ơn người đã hy sinh đến cái mức độ xương sườn xương sống như vậy đó, mà để lại cái giáo pháp hôm nay mà chúng tôi có với được cái nền đạo đức như thế này nè, 2700 năm nay, cái công ơn này quá lớn. Cho nên hàng ngày nhìn cái bộ xương của Đức Phật mà mình thấm thía lắm mấy con.
Cho nên mình thấm thía bao nhiêu thì mình nỗ lực tu bấy nhiêu. Cho nên tại sao ông Phật của thầy không mập? Đó, con cứ nghĩ thầy muốn gợi cái ý mà hy sinh của một con người, vì con người mấy con, mới đưa ra cái chân lý, đưa ra cái giáo pháp mà hôm nay chúng ta biết con đường mà chúng ta tu. Cho nên thầy biết gợi ý, thầy biết làm cho mấy con, sắp tấn cho mấy con đi đến cái chỗ hoàn toàn để chủ động, để như ông Phật vậy. Mà trên đời chúng ta, thật sự ra trên hành tinh chúng ta, nếu mà không có ông Phật, chúng ta chẳng biết cái chân lý, cái sự thật mà. Có ai nói đâu, người nói thế này, người nói thế khác, rồi dẫn dắt chúng ta đi vào cái mê hồn trận, mơ tưởng, sống trong mơ không à, ảo tưởng không à, không có cái gì thật hết. Cho nên chỉ có Đức Phật mới dạy chúng ta. Cho nên đến hôm nay thầy nói như thế này để mấy con biết, cố gắng. Hết giờ rồi, để chiều, để chiều thầy sẽ trả lời thêm. Lần lượt chúng ta sẽ đọc hết tất cả những cái bài, thầy thấy những cái bài nào mà có thể đọc được để cho chúng ta học hỏi thêm, thì thầy sẽ cho đọc hết những cái bài đó mấy con, để chúng ta quân học mà. Hiểu biết ở trong cái đầu chúng ta càng nhiều càng tốt, nhất là chúng ta hiểu biết về định vô lậu, cần thiết lắm mấy con. Bây giờ hết giờ rồi, thì chúng ta chuẩn bị để về đi cất thực mấy con.